Good morning, chào buổi sáng. Rồi, tôi đang trên đường đến một cuộc hẹn với một người bạn gái, một doanh nhân rất thành công. Và bạn ấy hẹn với tôi một cuộc hẹn thú vị là thế này. Em sẽ trao anh một cái cơ hội vô cùng to lớn để anh tiếp tục trao nhiều giá trị hơn, trở thành người xuất chúng hơn, rồi lan tỏa đến cộng đồng và giúp được nhiều người hơn. Đó. Một cái cơ hội vô cùng to lớn. Và đây là một doanh nhân thành đạt. Vậy thì với một cái cuộc hẹn như vậy thì các bạn có hào hứng không? Rồi thì trên đường đi đến cuộc hẹn thì tranh thủ chúng ta sẽ chia sẻ với nhau điều này. Nội dung tôi đề cập hôm nay đó là bí mật của thành công. Có phải là chúng ta đang đi tìm thành công không? Tất cả chúng ta đều đang đi tìm thành công. Vậy tại sao mà cái thành công nó chỉ đến với một nhóm, một số ít người thôi, mà nó không phải đến với số đông? Bởi vì đơn giản thế này thôi. Chúng ta đã không hành động, đã không làm đúng, không hành động, không làm đúng theo những gì mà những người thành công đã chỉ cho chúng ta cái cách để làm, để kiến tạo ra thành công. Chúng ta không bao giờ. Vậy bây giờ thì làm thế nào để thành công? Thế thì có một câu nói mà tôi thích thế này. Các bạn sẽ nghiệm này. Hãy nghiệm từng câu một khi tôi chia sẻ với các bạn. Bởi vì tôi sẽ không chia sẻ một câu nào thừa, một ngôn ngữ nào thừa, một từ nào thừa với các bạn. Cho nên các bạn hãy chiêm nghiệm giúp tôi. Phàm những rắc rối trong cuộc sống. Vậy các bạn có đang gặp rắc rối trong cuộc sống không? Rắc rối về thu nhập thấp, rắc rối về mâu thuẫn vợ chồng, rắc rối về những mối quan hệ, rắc rối về việc nuôi dạy con cái, rắc rối về giao tiếp với lại sếp, với nhân viên. Các bạn có đang gặp rắc rối về những chuyện đó không? Hay rắc rối với chính mình luôn? Ví dụ, mình không muốn có cái tính cáu giận, nhưng mình vẫn bị tính cáu giận. Mình không muốn rằng mình là cái người mà suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen như vậy. Mình không muốn mình là người vô giá trị như vậy, vô tích sự như vậy. Nhưng mà mình không thể cải thiện được điều đấy. Đấy là vấn đề mình đang gặp. Rồi mình muốn mình trở thành người giá trị, nhưng mà mãi rồi mình vẫn bị coi thường. Rồi mình không biết là nên làm việc này hay làm việc kia. Đấy được coi là những rắc rối trong cuộc sống. Rắc rối đó là trong tâm trí chúng ta, cho đến rắc rối ở bên ngoài, đó là sự nghiệp, đó là mối quan hệ, rắc rối mọi thứ. Các bạn có bị rắc rối như vậy không? Hãy thật lòng nào, có bị rắc rối không? Thế thì có một cái test như thế này. Nếu như ngày nào bạn dậy, bạn cũng đầy hào hứng, đầy, nếu như bạn làm việc gì, những công việc bạn đang làm ấy, mà bạn thấy không mệt mỏi, thấy vô cùng happy, vô cùng hạnh phúc với những việc đấy. Nếu như bạn gặp ai, bạn cũng cảm thấy là vui vẻ, cho dù họ là ai. Vậy thì bạn đang không gặp rắc rối gì cả. Bạn đang có cuộc sống rất là hạnh phúc, rất là viên mãn. Còn nếu như tất cả những gì mà tôi chia sẻ với các bạn vừa rồi, bạn đều thấy khó chịu, bạn đều thấy bất như ý, bạn đều thấy không hài lòng, thì nghĩa là bạn đang gặp vấn đề đấy, đang gặp rắc rối đấy. Đang gặp rắc rối. Vậy thì người thành công họ chỉ cho chúng ta cái điều này. Phàm những rắc rối trong cuộc sống thì lấy thành công để giải quyết. Phàm những rắc rối trong cuộc sống lấy thành công để giải quyết. Vậy bạn có thấy rằng nếu ở gia đình bạn đang có nhiều mâu thuẫn giữa vợ và chồng, thì bạn có thấy rằng khi bạn thành công, khi là bạn thu nhập cao, bạn kiếm được nhiều tiền và tiền không phải nghĩ nữa, bạn mua nhà, bạn mua xe, bạn giúp rất nhiều người, cả họ hàng nội ngoại, rồi bạn trở thành cái người mà giá trị mà được nhiều người ngưỡng mộ, thì những rắc rối trong cuộc sống gia đình bạn nó có xảy ra không? Nó có còn xảy ra không? Cho nên người ta mới nói rằng phàm những rắc rối trong cuộc sống thì lấy thành công để giải quyết. Nha, hãy đi từng đoạn như vậy đã. Thành công, khi thành công thì bạn đạt được những điều như vậy đấy. Rồi bây giờ bạn lại câu hỏi, nhưng mà làm thế nào để thành công? Làm thế nào để thành công? Thế thì giải thích với bạn đây. Để thành công thì bạn lấy hiểu biết để giải quyết.
Có phải là để thành công thì bạn phải làm việc, để thành công thì bạn phải triển khai những công việc, để thành công thì bạn phải phối hợp với nhiều người, để thành công thì bạn phải thu hút sự đầu tư, rồi hợp tác, rồi bán hàng, rồi quảng bá, rồi kết nối. Có phải là nếu tất cả những việc đó của bạn mà nó mang lại kết quả tốt, liên tục tốt, tốt bền vững và phát triển rất nhanh, thì có phải là bạn thành công không? Vậy thì để những cái công việc của bạn nó luôn luôn mang lại hiệu quả cao, làm việc gì nó cũng chiến thắng việc đó, làm việc gì nó cũng dễ dàng việc đó, thì có phải là lấy hiểu biết để giải quyết không? Khi bạn hiểu biết thì bạn triển khai bất cứ việc gì nó cũng dễ dàng. Hiểu biết mà. Bạn biết rằng việc này làm như thế nào, theo quy trình gì, cần phải phối hợp với ai, cần gặp ai, làm việc theo cách nào, đến đâu, chừng mực của thị trường, chừng mực của nhu cầu, chừng mực của giao tiếp con người, rồi những khao khát của con người, những mong muốn của con người ở đâu, mức nào. Thì có phải là bạn hiểu hết những chuyện đó rồi thì làm việc gì nó cũng thành công không? Cho nên là để thành công, lấy hiểu biết để giải quyết nha. Để thành công lấy hiểu biết để giải quyết. Vậy bây giờ bạn lại có một câu hỏi, thế thì vậy thì để hiểu biết thì em làm thế nào? Thì câu trả lời đây, để hiểu biết thì lấy học tập để giải quyết. Lấy học tập để giải quyết. Và câu kết luận rằng ai giải quyết được vấn đề học tập thì người đó thành công. Ai giải quyết được vấn đề học tập thì người đó thành công. Thế thì nó quay lại một chủ đề rất đơn giản là sự hiểu biết của chúng ta, sự hiểu biết của mỗi con người cụ thể, nó đến từ sự học tập. Học tập để hiểu biết những nguyên lý trong cuộc sống này, những nguyên lý trong vũ trụ này nó đang vận hành như thế nào. Phải học tập để hiểu biết rằng con người ở ngoài kia, hàng tỷ người trên hành tinh này, hàng trăm triệu người, gần 100 triệu người của Việt Nam chúng ta, mỗi người một tính cách, mỗi người một nhu cầu, mỗi người một khao khát, mỗi người một băn khoăn, mỗi người một nỗi sợ hãi, mỗi người một cái sự nghi ngờ, mỗi người một cái sự gọi là đòi hỏi cái nhu cầu về an toàn chắc chắn. Vậy thì ta phải học tập để ta mới hiểu được các cái nhu cầu của mọi người. Ta phải học tập thì ta mới hiểu được cái dòng chảy của cuộc sống, của kinh tế, của chính trị, của xã hội. Phải học tập. Nhưng mà các bạn có thấy một điều là rất là lo ngại trong cuộc sống không? Hầu hết phần lớn là chưa học tập đến cái độ mà công việc, sự nghiệp hay xã hội này yêu cầu cần phải có thì bạn mới thành công. Và hầu hết thì chúng ta học đại học và chúng ta coi đó học đấy là xong rồi. Rồi sau đó chúng ta ra bươn trải ngoài cuộc sống ngoài kia. Và bạn thấy bao nhiêu trong số những người học đại học rồi lên cả thạc sĩ nữa thành công trong cuộc sống này, hạnh phúc trong cuộc sống này. Nào, nếu như mỗi cá nhân chúng ta thấy rằng cuộc sống này nó chưa đúng như cái mong cầu của mình, chưa đúng như mong muốn của mình, thì là bởi cái giá trị bên trong, cái khao khát bên trong mình vẫn đang đi tìm kiếm, vẫn đang tìm kiếm. Và khi tìm kiếm đủ, tức là đủ năng lực so với yêu cầu công việc đòi hỏi, đủ hiểu biết để hiểu về quy luật của con người, của vũ trụ để vận hành, thì lúc đó mọi chuyện trở nên đơn giản. Thì lúc đó bỗng nhiên thành công đến. Cho nên mới nói rằng là phàm những chuyện rắc rối trong cuộc sống này thì hãy lấy thành công để giải quyết. Rồi để thành công thì phải lấy hiểu biết để giải quyết. Và để hiểu biết thì phải lấy học tập để giải quyết. Cho nên ai quay trở lại vấn đề học tập, giải quyết đầu tiên vấn đề học tập thì người đó thành công. Nhưng các bạn có thấy trong cuộc sống này hầu hết chúng ta là bậc thầy, không phải là bậc thầy trong việc thành công, không phải là việc bậc thầy trong việc học tập để kiến tạo cuộc sống này, mà lại là bậc thầy trong việc chống lại việc đó. Bậc thầy chống lại sự hiểu biết của chính mình.
Trong khi nguyên lý thì chỉ ra rằng để thành công thì lấy hiểu biết để giải quyết. Thì để hiểu biết thì chúng ta phải học tập, học để hiểu. Thì hầu hết đều chống lại sự học, luôn luôn cho mình là học đủ rồi, học đủ rồi, học thế là đủ rồi. Thế thì nếu bạn coi rằng là học thế là đủ rồi, thì cũng có một cái câu để chúng ta test đây. Tầm đến đâu thì tiền đến đó. Tầm đến đâu thì tiền sẽ đến đó. Đấy à. Nó luôn, cuộc sống này luôn luôn có những cái thước đo. Dù là thước đo nó định tính hay là thước đo định lượng đều có hết. Nếu như chúng ta bắt đầu đi tìm chân lý cuộc đời, đi tìm sự hiểu biết cuộc đời, đi tìm ý nghĩa cuộc đời, thì nó có cái thước đo định tính. Thước đo định tính giống như những câu đấy, những câu định tính như là đấy, như vừa rồi, để thành công thì lấy hiểu biết, rồi để hiểu biết lấy học tập để giải quyết. Đấy là những câu nó định tính mà không có định lượng. Nhưng sau này khi chúng ta bắt đầu đi sâu vào vấn đề để hiểu biết, để thành công thì phải định lượng. Tức là để thành công, khi chúng ta thiết kế bất kỳ một dự án, một kế hoạch, một chiến lược nào, nó phải có định lượng. Nó phải có những tiêu chuẩn được định lượng, được đo lường được, khả thi được. Thì lúc đấy mới đi về định lượng. Còn về tư duy của chúng ta là định tính, tư duy đúng trước đã, rồi sau mới đến hành động đúng. Nhưng mà bạn có thấy rằng chính bạn ấy, chính bạn đang xem livestream này này, nếu bạn chưa đạt một cái mức thu nhập là tối thiểu 100 triệu trở lên, rồi 200 triệu trở lên, rồi nhiều trăm triệu nữa, thì bạn đang chống lại sự hiểu biết của bạn. Bởi vì bạn đang hoàn toàn có những khả năng, có những nguồn lực để bạn thành công. Chỉ đơn giản bạn đã chống lại thành công của chính mình mà thôi. Không những bạn chống lại thành công của chính mình, mà bạn còn chống lại hạnh phúc của chính mình. Bởi vì sao? Hiểu biết thấp thì sẽ mâu thuẫn. Hiểu biết thấp thì sẽ mâu thuẫn. Bạn cứ nghiệm điều này đi. Nếu như bạn đang có mâu thuẫn với vợ mình, với chồng mình, đang mâu thuẫn với lại những mối quan hệ xung quanh, đang cảm thấy bất bình, thất vọng với những mối quan hệ xung quanh, thì như vậy là ta đang ở trình độ thấp, mức độ hiểu biết rất thấp. Bởi vì cuộc sống này nó chỉ có hai mặt thôi. Đây này, bây giờ là ban ngày, và sau ban ngày này là ban đêm. Đấy, cuộc sống này nó chỉ có hai mặt thôi. Giống như là giới trong chúng ta cũng vậy, là đàn ông và đàn bà, nam và nữ. Con vật thì có con cái và con đực. Màu sắc thì có đen và trắng. Năng lượng vũ trụ có âm và dương. Đó, tất cả những điều đấy nó đều có hai mặt. Vậy thì với tinh thần con người thì ta soi chiếu này, thế nào là văn hóa thấp, thế nào là ứng xử thấp, thì thế này. Cái vùng tâm thức nó cũng có hai vùng mà thôi. Vùng tâm thức thấp và vùng tâm thức cao. Tâm thức thấp và tâm thức cao. Bây giờ các bạn sẽ để ý phần này xem mình thuộc vùng tâm thức nào. Thuộc vùng tâm thức nào nhá. Vùng tâm thức thấp là vùng tâm thức thế này này. Tất cả những hành động gì xuất phát từ tâm thức của chúng ta mà nó tạo ra sự đè nén, nó tạo ra sự đè nén, nó tạo ra những cái tiêu cực, nó tạo ra cái sự không thoải mái cho cá nhân mình hay cho những người xung quanh, và kết cục của nó là dẫn đến sự phá hủy, thì đấy là vùng tâm thức thấp. Vùng tâm thức thấp. Còn vùng tâm thức cao là ta dùng cái tâm thức này và ta bắt đầu ứng xử với mọi chuyện để tạo nên sự tích cực, tạo nên sự vui vẻ, tạo nên sự hòa đồng, tạo ra sự hợp tác, tạo ra sự xây dựng và sáng tạo. Thì ta dùng cái lối ứng xử đấy cho cá nhân ta hay cho bất kể những người xung quanh. Nếu đúng như vậy, tạo ra kết quả cuối cùng là hợp tác và xây dựng và sáng tạo, thì đấy là vùng tâm thức bậc cao. Tâm thức bậc cao. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại xem là chúng ta đang ứng xử như thế nào, tâm thức thấp hay tâm thức cao. Ví dụ, chúng ta mâu thuẫn với vợ, với chồng, chỉ trích vợ với chồng, thì cuối cùng nó dẫn đến gì? Nó dẫn đến sự phá hủy. Vậy ta đang dùng tâm thức gì vậy? Chúng ta đang gây mâu thuẫn, chúng ta bất bình, chúng ta thất vọng với những người xung quanh chúng ta.
Và nếu ta bất bình, ta thất vọng dài như vậy, cái thất vọng lên đỉnh điểm, mâu thuẫn lên đỉnh điểm, thì cuối cùng của cái ứng xử này, cái tâm thức làm việc này là gì vậy? Nó dẫn đến sự phá hủy mối quan hệ. Vậy ta đang dùng tâm thức bậc thấp hay tâm thức bậc cao? Ta biết ngay. Cho nên là gì? Dù định tính hay định lượng, thì cuộc sống này luôn luôn có những thước đo, cái đo lường, để ta biết rằng là ta đang sống như thế nào, sống đúng hay chưa đúng. Nếu đúng thì hạnh phúc và thịnh vượng, nhưng nếu sai thì ta phải chịu hậu quả ngay. Và hậu quả là cuộc sống của ta không thể vui vẻ được, cuộc sống của ta kém hạnh phúc, cái sự giàu có không bền vững được. Đơn giản thế thôi. Vậy làm thế nào, đây câu hỏi bây giờ này, làm thế nào để tôi có tâm thức bậc cao? Thì lại phải lấy hiểu biết. Khi hiểu biết, ta hiểu biết rằng là nếu ta còn gây ra mâu thuẫn, nếu ta còn gây ra mâu thuẫn thì mọi thứ nó sẽ còn phá hủy. Còn mâu thuẫn thì còn phá hủy. Rồi bây giờ ta đang nói đến chuyện là ta dùng tâm thức bậc thấp để ứng xử với mọi thứ xung quanh. Tại sao lại vậy? Tâm thức bậc thấp là phá hủy mọi thứ. Thì có phải là muốn đi xa ta phải đi với nhiều người không? Còn muốn đi nhanh thì đi với một mình. Thế rồi thì ta cứ mâu thuẫn với tất cả mọi thứ xung quanh thì làm sao ta có thể đi xa được? Làm sao ta có thể kiến tạo được sự nghiệp vĩ đại được? Đúng không nào? Thế thì tại sao ta lại bất bình với mọi thứ xung quanh? Bởi vì ta đã không thấu hiểu mọi thứ xung quanh. Ta không thấu cảm với mọi thứ xung quanh thì ta sẽ bất bình. Còn nếu ta biết thấu cảm với mọi thứ xung quanh thì mỗi người sẽ có một xuất phát điểm khác nhau, mỗi người sẽ có một cái điều kiện, một sự hiểu biết, một cái năng lực, một cái môi trường để tạo ra họ khác nhau. Và nếu ta thấu cảm như vậy, mà ta là người có năng lực như vậy, thì ta sẽ biết cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Còn nếu không thì ta sẽ mâu thuẫn mọi thứ xung quanh. Và khi luôn luôn ta làm cho mọi thứ xung quanh nó trở nên mâu thuẫn, nó trở nên khó chịu, thì ta đang dùng tâm thức bậc gì vậy? Tâm thức bậc thấp. Đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ thì tôi đến cái quán cà phê của tôi rồi, Coffee NLP, nơi đây sẵn sàng giải quyết vấn đề cho mọi người. Và cái quán cà phê này nó chỉ dành cho những người thích đến đây để giải quyết vấn đề thôi, chứ nó không dành cho những người đến đây để chém gió. Nó không dành cho những người mà đến đây để nói về những chuyện vô bổ, những chuyện tào lao, những chuyện lá cải ngoài kia. Nơi đây tôi mở quán cà phê này để những người có vấn đề, các bạn hãy đến đây. Và tôi trong những ngày rảnh rỗi không phải huấn luyện thế này, thì tôi ở đây để giúp các bạn giải quyết vấn đề. Tôi là Nguyễn Xuân Thương, NLP Trainer Master Coach thuộc AB NLP Hoa Kỳ. Chào mừng các bạn đến với Coffee NLP, Morning Coffee NLP.